Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Trong buổi chiều hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn những cái mẫu xe hatchback một đầu. Đấy, có cửa hàng quý vị và các bạn lựa chọn một chiếc xe cho gia đình. Đấy, tập lái cho nó quen để còn đi chơi Tết ạ. Thực ra nhà nước bây giờ thì cũng không còn thắt chặt nữa, vẫn đi lại bình thường, mình tự bảo vệ mình thôi. Đó, cửa hàng showroom bên em là ngay cạnh đường 10 này, đối diện phía bên kia là chùa Cao Linh, Hải Phòng, cách Quán Toàn 1 km. Thì em sẽ lên sóng giới thiệu tới quý vị các bạn những cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Hyundai Grand i10, sản xuất 2017, bản thiếu. Một chiếc xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ, mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Bản thiếu nhưng chủ xe đã lên rất nhiều đồ rồi, là răng đúc 4 bánh rồi, màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi, nội thất ghế bọc da rồi, khóa điện. Xe này thì tất cả còn zin nguyên bản 2017, với mức giá đề xuất là 255 triệu đồng. Đó, 255 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ ra tên cho toàn thể quý vị các bạn nhé. Mẫu xe này thì hatchback nhưng mà rất là rộng rãi nhất phân khúc hatchback Hyundai Grand i10. Đấy, chiều dài của nó đến tận 3m7 cơ. Đấy, Morning hoặc Fadin thì chỉ để 3m rưỡi thôi. Đó, sơn xi màu bạc này thì rất là bền màu. Đấy, hợp với rất là nhiều phong thủy, nhiều mệnh. Đấy, đèn đóm này, công nghệ đèn halogen. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2016. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng với mức giá đề xuất là 219 triệu đồng. Đấy, xe cũng là bản thiếu, bên em thì đã rút hồ sơ rồi. Đấy, vào tên trong một lốt nhạc thôi. Đấy, là răng sắt nguyên bản. Đó, Hyundai Grand i10 từ 2017 trở lên thì đã không sản xuất máy 1.0 nữa. Đời 17 đầu năm thì vẫn là máy 1.0. Trang bị 3 máy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là nội thất ghế lỉ nguyên bản này. Đó, cột kèo keo chỉ zin, máy số chất, máy số zin. 219 triệu đồng Hyundai Grand i10. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning SLX nhập khẩu, sản xuất 2010, đăng ký 2012, phiên bản số tự động, trang bị động cơ 1.0, trang bị 3 máy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, sơn xi màu trắng. Hiện tại bên em đang có mức giá đề xuất là, đấy, là răng hoa mai này, 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng hỗ trợ ra tên cho toàn thể quý vị các bạn. Phiên bản số tự động hoặc số 4 cấp, số dích rắc. Một mẫu xe nhỏ gọn, máy 1.0, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ tầm 6 lít đường hỗn hợp thôi. Túi khí trên vô lăng, nội thất ghế da pha lỉ. Đấy, trần lỉ nguyên bản Kia Morning SLX. Đấy, dòng xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc. Đó, một mẫu xe được gọi là nồi đồng cuối đá phá không hỏng. Đấy, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, 215 triệu đồng. Tiếp theo là một mẫu xe Hyundai i20. Đấy, mang biển kiểm soát 35A00175. Một mẫu xe phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xe này là 1.4. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, trang bị màn hình cam nùi, cam hành trình, na răng đúc, phanh đĩa ABS. Đấy, nguyên bản theo xe. Đấy, cửa sổ trời này. Đó, đầu đài nguyên bản Hyundai Grand Hyundai i20. Đấy, túi khí ABS, khóa điện, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi nhan là 1.4 mà hatchback thì cũng khá là ok luôn. Mà cam hành trình, cam nùi, nội thất ghế da. Đấy, cái phiên bản hatchback này thì thực sự là nó rất là rộng rãi. Đấy, i20 rộng rãi không kém gì những cái mẫu xe sedan hai đầu cả. Kéo chỉ zin cả xe. I20 cốp rộng,
Đó. Thiết kế ra sạch sẽ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 275 triệu đồng. Đó, 275 triệu đồng bên em hỗ trợ ra thêm cho toàn thể quý vị các bạn nhé. 275 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Hyundai một chiếc Kia Morning SLX nhập khẩu sản xuất 2008. Phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp, dung tích trên anh là 1.0. Trang bị 4 máy số thẳng, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, các bác đang cân đối này. Đấy, sơn xi màu vàng. Đấy, chiếc xe này chỉ có mức giá 179 triệu đồng thôi, 179 triệu đồng. Đấy, phanh ghế ABS, đa răng đúc 4 bánh, xi nhan trên gương. Xe này được mệnh danh là nồi đồng cuối đá phá không hỏng. Đấy, phiên bản số tự động, số thẳng, màn hình cam lùi đầy đủ. Những dòng xe này thì thường là gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ gì. 179 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning sản xuất 2011, form mới, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xe là 1.25, mang biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân sử dụng, sơn xi màu trắng rất là đẹp. Đăng kiểm đến 2022, xi nhan trên gương. Đó, phiên bản số tự động, hộp số rích rắc, vô lăng hai chấu, có tư ký ABS, màn hình Android, cam lùi đầy đủ hết rồi. Gương chống chói này, cam hành trình tự động hết. Chiếc xe này đang có mức giá đề xuất là 252 triệu đồng. Đó. 252 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Sơn xi màu trắng này rất là đẹp. Chỉ tự động, cái tầm giá này cũng khá là hợp lý. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning sản xuất 2016, phiên bản số sàn, bản thiếu, với mức giá là 199 triệu đồng. Đấy, xe này thì được qua dịch vụ rồi, đã ra tên tư nhân. Thống đèn đóm này, đèn pha, đèn gầm đầy đủ hết, sơn xi màu đỏ rực rỡ. Đấy, chủ xe trang bị rất là đầy đủ rồi, ra trong lúc bốn bánh, đây là mức cửa ốp block mạ chrome, vô lăng hai chấu. Đó, nội thất ghế bọc da đúng chất Morning nhá. Đấy, trần này nguyên bản. Đấy, táp lô táp ly sạch sẽ. Đấy. Màu đỏ rất là rực rỡ, 199 triệu đồng. Vào cái hồ sơ. Đèn thể thao rất là đẹp. Tiếp theo là một chiếc Toyota Wigo nhập khẩu Indonesia, sản xuất 2018, phiên bản số sàn, máy 1.2, giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng thì xe này bên em đã rút hồ sơ rồi, ra tên cho trong một lốt nhà thôi. 275 triệu đồng bao ra tên cho quý vị các bạn. Thân vỏ lành lặn, máy số zin. Tiếp theo là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2016, phiên bản số sàn, máy 1.0, giá 162 triệu đồng. Xe này đã qua dịch vụ rồi, xe nào ra đó. Bên em thì bán xe là chuẩn giá luôn. Dịch vụ ra dịch vụ, mà tư nhân là ra tư nhân. Đấy, gia đình là gia đình. Đó. 162 triệu đồng rồi. 2016. Tiếp theo là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Mazda 2S phiên bản nâng cấp của Mazda 2, phiên bản số tự động, máy 1.5, đấy, hatchback mà trang bị động cơ 1.5 là khá là mạnh luôn. Đấy, có giải, có, xin lỗi vì có giải đèn định vị ban ngày nhá, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, sơn xi màu đỏ, đấy, số tự động, đi rất là mạnh luôn, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Đó, vô lăng 3 chấu này, tích hợp phím bấm này, túi khí này, ABS này, phiên bản số thẳng, máy 1.4, màn hình 7 inch nguyên bản. Một mẫu xe hatchback rộng rãi và rất là mạnh. Đó.
Mazda 2S. Hiện tại chiếc xe này đang có mức giá đề xuất là hạn 328 triệu đồng. Đó, 328 triệu đồng thì nên bao hồ sơ, hỗ trợ và chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Vâng, tiếp theo là một mẫu xe tránh mưa tránh nắng cập lái, một chiếc Duomatic sản xuất 2008. Sơn xi màu xanh cốm. Chiếc xe này phiên bản số sàn, máy 0.8 và mức giá là 69 triệu. Vô lăng 2 chấu. Đấy, nội thất ghế bọc da. 69 triệu đồng thôi. Đã sở hữu một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh nắng tập lái này. Rất là ok luôn. Đấy, nội thất ghế da nhá. 69 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc New Gentra. Gentra X. Đấy, phiên bản số tự động nhập khẩu, sản xuất 2009, phiên bản số tự động máy 1.2. Đấy, xe này được trang bị túi khí này, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, 225 triệu đồng. Hơn 200 thôi, đã có số tự động nhập khẩu sản xuất 2009. Màn hình cam nùi khóa điện. Đấy, phiên bản số tự động. Đó, số thẳng, nội thất ghế bọc da. Dòng này hatchback nhưng mà cũng khá là rộng. Gentra X 225 triệu đồng, đã có số tự động đi rồi, nhập khẩu nhé. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe hatchback một đầu, số sàn, số tự động. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu sedan hai đầu, những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, SUV, của MPV còn rất là nhiều. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu sao liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.